Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tần sư đệ, ai ai thế? Làm phiền người người ta đang mơ. Cô làm gì thế? Làm nhân các người có phải đều thích kiểu này hay không? Ấy, cô cũng quá. Nghĩa nào thích kiểu mạnh mẽ hơn? Tiểu sư đệ tỷ tỷ có thể bảo vệ người. Trần sư tỷ, cô buông tha cho ta đi, xin cô đó. Tiểu sư đệ tỷ tỷ có đẹp hay không? Không phải nam nhân bình thường đều thích bộ này hay sao? Nếu không phải vì Vân Cung chủ tạo áp lực. Nếu muốn nửa phần Mai Hoa kiếm quyết, còn lại thì bảo Vân Khuyết Cung chủ đến đây lấy đi. Bảo Cung chủ đến, thì ra ngươi thích kiểu thành thục giống như là Cung chủ. Không ngờ khẩu vị của tên gia hỏa này lại lặng tới vậy. Không phải, ta nói là bảo Vân Khuyết Cung chủ đến nói chuyện với ta, nhưng không có tác dụng, xin mời trợ, xin mời đi cho. Vâng, Cung chủ. Tần Nập, hãy mau giao toàn bộ Mai Hoa kiếm quyết ra đây, ta có thể tha mạng cho người. Nếu muốn giết ta, Eana đã sớm giao cho ta Lam Tiên Cung rồi đi. Muốn lấy được kiếm quyết thì phải thả ta ra trước, còn phải thực hiện lời hứa trước đây, để ta vào cấm địa. Đợi ta vào được cấm địa rồi sẽ giao kiếm quyết cho ngài. Nếu không phải vì Vũ Nhi, ngươi đã chết cả ngàn lần rồi. Ngươi tưởng rằng sau khi ngươi vào được cấm địa thì ngươi có thể lớn mạnh, vượt bậc mà đánh bại ta, không liên quan đến ngài. Ta có thể cho ngươi sự tự do nhất định và tư cách ở trong cấm địa, nhưng ngươi chỉ có thể ở lại Đông Tiên Cung. Hả, lần này bà ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy sao? Nếu không phải vì Vũ Nhi vẫn luôn cầu xin, ta sẽ không quan tâm đến sống chết của tên tiểu tử nhà ngươi. Sau khi ra ngoài không được gặp con gái ta nữa, ta sẽ cho ngươi để mắt tới ngươi. Nếu ta phát hiện ra ngươi làm gì quá giới hạn, ta sẽ lập tức giao ngươi cho Lam Thiên Tông. 5 ngày sau, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi khu vực cấm địa mở ra, phải tận dụng thời gian rảnh rỗi để thu thập một số thông tin tình báo. Toàn bộ Đông Tiên Cung đều bị một vòng ma pháp cường đại phong ấn, liên tục ra vào rất khó khăn. Sau này phải nghĩ cách làm sao rời khỏi Đông Tiên Cung. Sao bên kia nhiều người như vậy? Tên gia hỏa này đã đi dạo mười mấy canh giờ rồi, hắn không mệt hay sao? Huynh đài đang ở đây làm gì thế? Cuộc so tài luyện đan sư đỉnh cao trăm năm mới tổ chức một lần sắp bắt đầu rồi, ngươi không biết à? Đây là trận đấu đỉnh cao của các luyện đan sư, lục thất phẩm đỉnh cấp đó. Mà lần này phần thưởng dành cho hạng nhất là Nano Thanh Ni đỉnh thất phẩm, đó là trọng bảo được các luyện đan sư thất phẩm thèm đỏ mắt đó. Thất phẩm Nano, vừa hay ta đang thiếu Nano, nếu có thể lấy được một Nano thì sau này luyện đan sẽ không cần lo lắng nữa. Một số cao thủ luyện đan ẩn danh đã tới đây chỉ vì giải thưởng lớn này, đây cũng là cơ hội hiếm có để cho chúng ta xem thuật luyện đan của các cao thủ. Huynh đài, ngươi ấy đâu rồi? Ta cũng báo danh tham gia. Tính ta với, ngươi điên rồi sao, lại muốn tranh đấu với các đại não? Ngươi cho rằng ngươi muốn tham gia là có thể tham gia hay sao? Mức độ báo danh lục phẩm luyện đan sư trở lên. Đây là thịnh hội đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ ít phải là luyện đan sư lục phẩm mới có tư cách tham gia. Mau chóng rời khỏi đây đi, đừng tự khiến bản thân mất mặt. Nhưng ta đã là luyện đan sư lục phẩm rồi. Ngươi còn dám giả mạo luyện đan sư lục phẩm? Người đâu, mau bắt tên gia hỏa này lại cho ta. Xảy ra chuyện gì thế? Huyền đan sư bá, tên gia hỏa này giả danh luyện đan sư lục phẩm, muốn làm loạn đại hội.
Luyện đan sư thất phẩm Đông Tiên Cung, Huyền Đan Tiên Vương, tiểu tử không ngờ ngươi cũng ở đây. Hắn là luyện đan sư lục phẩm của thư viện chúng ta, ta có thể giúp hắn đảm bảo. Lục bào sư bá, thật chẳng ngờ thư viện lại có một luyện đan sư lục phẩm trẻ tuổi như này, quả là hậu sinh khảo úy mà. Tân Nấm giới thiệu với người, vị này là trưởng lão Huyền Đan Tiên Vương của Đông Tiên Cung. Huyền Đan tiền bối chào ngài. Không phải chứ, không phải quan hệ của Đông Tiên Cung và thư viện không tốt hay sao? Sao lại? Chào lục sư bá, không phải người cũng đến đây để tham gia so tài luyện đan sư đỉnh cao đâu nhỉ? Không sai, các luyện đan sư đỉnh cấp của tứ phương vực đều đến đây. Thời gian này chỉ luận đan đạo, không luận ân oán. Người thì sao? Ta ở đây có chút chuyện, bị phần thưởng của đại hội lần này thu hút đến, vậy nên đến đây tham gia. Tiểu tử ngươi muốn đạt hạng nhất, có chí khí, nhưng lão phu sẽ không nhường cho ngươi đâu. Ta cũng sẽ không nhường cho sư bá đâu. Xem ra sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đó thôi. Hoan nghênh các vị đạo hữu từ phương xa đến đây tham gia giải đấu luyện đan. Lão phu là thủ tịch phán quyết trong cuộc thi lần này. Cuộc thi lần này là so tài cao thấp giữa các luyện đan sư của tứ phương vực với nhau. Ẩn thế tiên vương. Không sai, hạng nhất ở trong cuộc thi này sẽ đạt được luyện đan chí tôn. Lý Hợi tiên vương. Phần thưởng là thanh ni đỉnh. Ồ, phán quyết lại là đồ đệ của bậc thầy luyện đan bút tổ nguyên đan tiên ẩn, nguyên đan tiên ẩn thế tiên vương và ly lợi tiên vương. Thật là không dám tin, phần thưởng lại là đan nô ẩn thế thanh ni đỉnh. Nhớ khi đó đan nư này đã gây ra tranh chấp giữa bao nhiêu thế lực, không ngờ giờ nó lại xuất hiện ở đây. Bây giờ xin mời các tuyển thủ xuất hiện. Ta nói này ẩn não đầu, ngươi thật là vòng vo, tất cả mọi người đều biết rồi, có thể bắt đầu nhanh hơn được không hả? Lát nữa ta còn phải đi uống rượu nữa, thật là phiền phức. Túy tiểu tiên vương, Vĩnh Dạ Thành lại phái cả quán quân của cuộc thi luyện đan lần trước, túy tiểu tiên vương. Túy tiểu não đầu vẫn nóng nảy như vậy. Người còn không biết sao, nhờ có rượu nên hắn mới xếp hạng nhất đó. Nếu đến để gây phiền phức thì đừng đến. Không có người, không có người, cuộc thi vẫn được tổ chức. Đúng vậy. Là hắn. Lần này ngươi nói không sai. Lần thi này, ta cũng tìm được một trợ thủ nhỏ. Luyện đan không cần ta phải ra tay nữa rồi. Diệp Kinh Ngữ, mong rằng các tiền bối có thể chỉ dạy trong quá trình thi đấu. Bốn ông trùm của tứ đại thế lực vậy mà đến cả đây. Bọn họ chính là người đã ám hết bốn vị trí dẫn đầu của cuộc thi lần trước. Xem ra lần này lại có trò hay để xem rồi. Cô gái kia của Vĩnh Dạ Thành có lai lịch như thế nào? Ta chưa bao giờ nghe thấy. Không ngờ phi tinh tiên vương lại cũng là luyện đan đại sư. Còn có mấy người bên lục bào sư bá cũng là luyện đan sư thất phẩm. Xem ra muốn lấy đường thanh ni không dễ rồi đây. Cuộc thi lần này chắc chắn là vẫn giống cuộc thi lần trước. Dược tài, dược phương và đan nô đều do người dự thi chuẩn bị. Lại là tự chuẩn bị tất cả. Sau buổi bán đấu giá lần trước, dược liệu lưu trữ hình như là không còn nhiều nữa. Phải chuẩn bị phòng lúc cần đến. Có rồi. Sư thúc, thúc yên tâm đi. Ở Đông Tiên Cung này không có ai dám tranh hùng với Nam Thiên Tông ta. Có thiếu tông chủ của chúng ta ở đây đó là đương nhiên. Hơn nữa ta còn là con rể tương lai của Đông Tiên Cung.
Ngươi đang nằm mơ à, thời đại nào rồi mà vẫn còn chơi trò hôn nhân phong kiến? Không biết là dưa hái xanh thì ăn không ngọt hay sao? Tần Nậm, tên tiểu nhân vô liêm sỉ nhà ngươi, chẳng ngờ tên tiểu tử này lại được lão bà Vân Khuyết kia thả ra, xem ra sau này phải tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Ồ, Phi Tinh đại tiên cũng ở đây à, thật là trùng hợp. Không nghĩ Tần đại tiên cũng đến đây đó. Sư thúc, đây chính là kẻ mà trước đây ta đã nói với thúc đó. Vậy à, nhưng hôm nay ta đến đây vội quá, quên mất đem theo đan nô và dược liệu chi bằng. Đây là dược đỉnh siêu tầm của ta, ngài nấy dùng đi. Vậy ta không khách sáo nữa nhé. Đây đây, không phải là thanh niên đỉnh mà sơ thúc vẫn luôn tiếc không nỡ dùng hay sao? Tiểu tử này vậy mà lại đánh chủ kiến lên đối phương tham gia cuộc thi. Đã đông đủ cả rồi, bây giờ ta sẽ nói quy định cụ thể. Quy định của cuộc thi vẫn giống như trước đây. Tự chuẩn bị tất cả. Giới hạn 3 canh giờ, sau cùng kết quả sẽ được quyết định bởi chất lượng, phẩm cấp của đan dược. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Ơi, không đan nô. Luyện đan sư lục phẩm trông trẻ đẹp quá, nếu có thể ăn được đan dược của cô ấy thì tốt rồi. Còn trẻ như vậy mà đã trở thành luyện đan sư lục phẩm, xem ra Vĩnh Dạ Thành lại có thêm một thiên tài luyện đan rồi. Nhưng mà luyện đan sư lục phẩm muốn giành chiến thắng cuộc thi này sợ là rất khó. Cho dù là lục bào của thư viện hay là huyền đan của Đông Tiên Cung thì cũng đều là luyện đan sư thất phẩm. E rằng người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh tài đỉnh cao này vẫn sẽ được xác định là ở thất phẩm. Mau nhìn kìa, tuyển thủ của Vĩnh Dạ Thành dùng nước để luyện đan. Là thủy luyện đan pháp của Bắc Vực. Cô gái kia lại biết thủy luyện pháp mà đã biến mất từ lâu. Mặc dù thủy luyện pháp không phải là đan thuật chính thống, nhưng cũng có điểm tích cực của nó. Thủy hỏa tranh phong, trận đấu này càng ngày càng thú vị. Thủy luyện pháp, nghĩa nào là bí thuật cao cấp gì đó. Xem ra muốn giành thắng lợi thì phải tìm cách để chiến thắng ở trong tiên thư mới được. Sao luyện đan sư trẻ tuổi kia lại đứng nghiêm không động đậy vậy? Nhìn thấy mỹ nhân nên mất trí rồi à? Ta thấy sự tự tin của hắn đã bị các đại não đánh trúng rồi, nên đang chuẩn bị bỏ cuộc đi. Tên gia hỏa đó trông cũng lạ, hình như cũng tầm tuổi với cô gái của Vĩnh Dạ Thành. Không biết là tuyển thủ của bên nào. Không biết, trông dáng vẻ luyện đan của hắn không gấp gáp lắm. Hả, tên tiểu tử Tần Nập kia đang nhắm mắt suy tư cái gì thế? Không phải là muốn bỏ cuộc thật đấy chứ? Sợ là tên kia cảm thấy bản thân sắp mất mặt nên muốn đứng đó kéo dài thời gian đi. Có vẻ như tiểu ca tuấn tú này sẽ bị loại đầu tiên rồi. Đối thủ thật sự vẫn là Đông Tiên Cung và Thư Viện. Nửa đầu à, toàn viết cái khỉ gì thế này? Cái thứ nguyên đan tiên đưa cho này là cái quái gì vậy? Tần tiểu tử, bỗng nhiên ngươi gọi lão phu là có chuyện gì? Lão phu vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là ở trong đan tiên thư của tiền bối có mấy chỗ viết nghệ thuật quá, ta có hơi không hiểu. Đâu có, chữ lão phu viết đến cả người thường cũng có thể nhìn ra. Nếu đã như vậy thì để ta chỉ điểm cho ngươi một chút nhé. Đã tạ tiền bối. Vậy thì làm phiền tiền bối giúp ta dịch chỗ này. Cũng khá lâu rồi, để ta nhớ lại xem. Ngọn lửa đẹp quá.
Vậy mà lại là dùng hỏa luyện pháp. Dùng hợp hai kiểu luyện đan, pháp và nước, pháp nước và lửa. Thật mong đợi xem cô ta sẽ luyện ra cái gì. Thao tác của các đại não khác cũng tương đối là đẹp mắt đó nha. Nhưng bên này vẫn có một tên gia hỏa còn đẹp tới mù mắt hơn. Hắn còn chưa bắt đầu luyện đan nữa. Vậy tên trẻ tuổi kia đang làm gì thế? Nghĩa nào là đang ngủ à? Hắn sợ là đã biết rằng mình không thể nào thắng được, vậy nên buông bỏ rồi. Hả? Tên gia hỏa kia tỉnh ngủ rồi. Thời gian đã trôi qua một nửa rồi mới bắt đầu. Ta thấy hắn đứng ngốc ở đó khó xử quá, vậy nên mới ra vẻ một chút đi. Đan khí sung tiêu là thất phẩm đan dược. Khổng hồ là luyện đan sư của các thế lực lớn, nhanh như vậy đã luyện xong thất phẩm đan. Đây là lần đầu tiên ở trong đời ta chứng kiến cảnh tượng như vậy. Mấy người bọn họ vốn đã là thất phẩm, có biểu hiện như thế cũng ngoài dự liệu của ta. Xem ra quán quân của trận chiến đấu này vẫn sẽ là mấy người đó nên đã không còn hồi hộp gì nữa rồi. Không ngờ những người khác cũng tham gia nhanh vậy đã luyện xong rồi. Xem ra mình phải tranh thủ thời gian thôi. Lục phẩm đan cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu. Nhưng chỉ là lục phẩm đan thì không thắng được, vẫn phải tiếp tục. Hả? Tiểu tử kia sao lại liếm đan dược vào lô? Mặc dù chỉ là lục phẩm đan, nhưng so với không luyện thành thì còn tốt hơn. Muốn luyện chế lại từ đầu rồi à? Thời gian còn lại ngươi vẫn có thể luyện ra thất phẩm đan hay sao? Đương nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Lại là thất phẩm đan dược. Vẫn là cô lương trẻ tuổi kia, là người của Vĩnh Dạ Thành. Còn trẻ như vậy mà đã luyện thành thất phẩm luyện mà đã thành thất phẩm luyện đan sư. Não phu bằng này tuổi rồi cũng chưa có thực lực như vậy. Xem ra túy tiểu não đầu giấu kỹ đấy. Đại đa số mọi người đều đã luyện xong rồi. Tần tiểu tử cố lên nha. Tuyệt. Cổ ta là lục phẩm. Mặc dù cổ ta cũng là lục phẩm, nhưng phẩm của ta cũng không thấp hơn lục phẩm đan phương thông thường. Bỏ cuộc đi tiểu tử. Thua chúng ta thì ngươi cũng không mất mặt đâu. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi vẫn chưa luyện xong, hai người khác cũng phải đợi ngươi. Thật là lãng phí thời gian. Chỉ sợ đến cuối cùng hắn vẫn không luyện ra thì còn mất mặt hơn. Còn lại mấy phút, vị tiểu ca anh Tuấn này thật là kéo dài đó nha, lại kiên trì đến tận bây giờ vẫn chưa luyện ra. Chết tiệt, càng về sau càng hao sức, chẳng lẽ đây là cái mà Đan Tiên tiền bối nói là có hơi khó nhằn, có hơi khó khăn. Chảy nhanh lên, tuyệt đối không thể nào để xảy ra sai sót gì. Ta tuyên bố, cuộc thi luyện đan lần này tới đây. Ấy, xem ra lần này thời vận của Tần tiểu tử không tốt rồi. Đan khí này khiến cho thiên tượng thay đổi, đây chí ít phải là đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Tên tiểu tử đó thật sự đã cho chúng ta một kinh hỉ. Sao lại có thể thế này? Đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Tên gia hỏa này không phải là lục phẩm luyện đan sư hay sao? Đây chính là đan dược mà ta luyện chế được, Long Hình Đan.